chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Chiều nay Linh nấu bún mắm ăn thay cơm của chú anh chị ơi. Bữa nay lâu rồi Linh không có nấu bún mắm á. Sẵn có mắm ở nhà đó rồi Linh mua tôm về Linh nấu bún mắm. Sáng nay Linh nấu bún mắm tôm. Tôm không à cô chú anh chị. Rau củ thì Linh bỏ đậu bắp nè. Rồi cà tím với khổ qua ăn với rau thì giá bắp chuối với ít mầm lá quế của chú anh chị có anh ơn Linh ăn rồi Linh nấu ít anh xã Linh thì đa bao tử á nên không có ăn mắm được lâu rồi Linh không có nấu á hôm nay Linh nấu ít cho Linh ăn. Không có chanh luôn chú anh chị, không có chanh tắc gì hết, quên mua chanh tắc. Nước này Linh nấu Linh nêm được phèn á, cái hậu nó ngọt, ngon lắm. Nhưng mà chú anh chị nha, nóng quá. Trồng đậu bắp không có ăn cây sao mà nó cuốn lá chứ vợ lên trồng ăn hết mắm thêm ớt. Hãy
đâu rồi Linh ơi. Ăn bún mắm này, ăn một tô bự. Tô bún mà cứ kiếm chị cái tô tỏi nắng đi lâu thèm bún mắm nước tô bự chảng no từ sáng tới chiều à. Video Linh chia sẻ bữa ăn chưa đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị xem video của Linh đó, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chung và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt.